Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người nhạc sĩ tiên phong của dòng nhạc vàng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nguyên là một đại tá quân đội trước năm 1975. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và cũng là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng trước năm 1975. Ông là tác giả của các ca khúc được nhiều thế hệ yêu thích trong hơn nửa thế kỷ qua, như Chiều Mưa Biên Giới, Hàng Hàng Lớp Lớp, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Màu Nhớ. Nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác khá đa dạng, từ những ca khúc phổ thông đại chúng đến những bài hát được đánh giá cao về nhạc thuật và lời ca trao chuốt. Ngoài bút danh là tên thật Nguyễn Văn Đông, ông còn dùng các tên khác như Phượng Linh, Vì Dân và sáng tác cổ nhạc với bút danh Đông Phương Tử. Ông được xem là một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng và phát triển thể loại nhạc tăng cổ giao duyên. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh năm 1932 tại Sài Gòn, trong một gia đình điền chủ có nhiều ruộng đất ở Tây Ninh. Nhờ có điều kiện khá giả nên ông được cha mẹ thuê thầy riêng về dạy học bậc tiểu học tại Tư Gia. Lên trung học, ông theo học ở trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Cao. Năm 14 tuổi, Nguyễn Văn Đông học trường thiếu sinh quân Đông Dương tại Vũng Tàu, là trường võ bị đầu tiên và đau đời nhất của Việt Nam. Tại ngôi trường nổi tiếng này, ông được học nhạc với các giáo sư âm nhạc người Pháp, rồi sau đó trở thành một thành viên của ban quân nhạc thiếu sinh quân. Sử dụng được nhiều loại nhạc cụ khác nhau như trumpet, trống, đàn mandolin và đàn guitar Hawaii. Năm 16 tuổi, ông đã bắt đầu sáng tác với ca khúc đầu tay mang tên Thiếu sinh quân Hành khúc. Năm 1951, khi 19 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tốt nghiệp Tú Tài 1 tại trường Thiếu sinh quân và gia nhập quân đội quốc gia Việt Nam và được cử theo học trường võ bị Vũng Tàu, sau đó là trường võ bị Đà Lạt. Đến năm 1955, ông gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa mới được thành lập và nhiều lần được trực chiến tại vùng Đồng Tháp 10. Đây cũng là thời gian ông bắt đầu sáng tác những ca khúc nổi tiếng có thể xem là đã đặt nền móng cho loại nhạc vàng, đó là Phiên Gác Đêm Xuân và Chiều Mưa Biên Giới. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Quân hàm cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là đại tá, đó cũng là cấp bậc cao nhất mà một nhạc sĩ miền Nam có được. Vì vậy sau này nhiều người gọi ông là nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông. Với vai trò là một nhạc sĩ trong quân ngũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc, cả về vai trò sáng tác lẫn vai trò quản lý. Ngay từ thập niên năm 1950, ông thành lập đoàn văn nghệ Vì Dân, quy tụ được rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi đương thời như nhạc sĩ Mạnh Phát, Thu Hồ, Minh Kỳ, Hoài Linh, ca sĩ Khánh Ngọc, Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Ông cũng tổ chức và điều khiển các chương trình đại nhạc hội khắp nơi ở miền Nam. Năm 1958, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên đài phát thanh Sài Gòn. Sau đó là trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua văn nghệ toàn quốc với sự tham dự của 40 đoàn văn nghệ trên khắp miền Nam. Đáng chú ý hơn, ông còn là giám đốc của hai hãng đĩa nhạc danh tiếng Sơn Ca và Continental, đóng góp cho làng nhạc Sài Gòn hàng ngàn bản thu âm vẫn còn được công chúng tìm nghe cho đến ngày nay. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể như sau: vào năm 1960, tôi và người bạn cao niên tên là Huỳnh Văn Tứ, một nhà doanh nghiệp có tiếng ở Sài Gòn, cùng đứng ra sáng lập hãng đĩa Continental và Sơn Ca. Ông Huỳnh Văn Tứ phụ trách giám đốc sản xuất, còn tôi phụ trách giám đốc nghệ thuật. Chủ trương của chúng tôi là nhắm vào hai bộ môn tăng nhạc và sân khấu cải lương, ca cổ. Về lĩnh vực tăng nhạc, tôi cho ra đời hàng trăm chương trình mang dấu ấn của hãng Continental, Sơn Ca và Premier. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng là người đã tiên phong thực hiện album riêng cho từng ca sĩ mà trước đó chưa từng ai làm. Đầu tiên là Tiếng Hát Phương Dung với Sơn Ca 5 và 11, Giao Linh Sơn Ca 6, Khánh Ly Sơn Ca 7, ca sĩ Sơn Ca Trong Băng Sơn Ca 8, Lệ Thu Sơn Ca 9, Thái Thành và Ban Thăng Long trong Sơn Ca 10. Với vai trò là giám đốc của những nhãn hiệu băng dĩa nổi tiếng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã phát hiện, đào tạo và lăng xê và cũng là người thầy của các nữ ca sĩ đã trở thành nguyên thoại của nhạc vàng. Nổi tiếng nhất là Thanh Tuyền và Giao Linh.
Ngoài ra, ông cũng gắn bó với nữ ca sĩ Hà Thanh, người đã hát thành công nhiều ca khúc của ông. Những sáng tác tiêu biểu nhất của Nguyễn Văn Đông là Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Nhớ Một Chiều Xuân, Hàng Hàng Lớp Lớp, Thương Về Miền Đông Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ, Bóng Nhỏ Giáo Đường, Mấy Dặm Sơn Khê. Với bút danh Phượng Linh, ông sáng tác những ca khúc thể loại bình dân đại chúng như Khi Đã Yêu, Đom Đóm, Thầm Kín, Đoạn Tuyệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng đã đóng góp to lớn cho cổ nhạc khi đã viết nhạc nền và đạo diễn cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng với bút danh là Đông Phương Tử. Đặc biệt là các vở Nửa Đời Hưng Phấn, Đoạn Tuyệt, Tiếng Hạt Trong Trăng. Ông cũng là người có sáng kiến hát tăng cổ nhạc chung. Đến nay người ta vẫn gọi là tăng cổ giao duyên. Sáng năm 1975, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bị đi tù 10 năm và trở về với sự suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Với thời gian tù đầy lâu như vậy, ông hoàn toàn đủ điều kiện để ra đi diện HO. Nhưng ông đã từ chối vì muốn sống những năm còn lại của cuộc đời tại quê hương. Suốt 30 năm sau đó, hàng ngày ông phụ vợ bán bánh mì vào buổi sáng tại nhà riêng ở đường Nguyễn Trọng Tuyển cho đến khi qua đời vào năm 2018. Những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sống lặng lẽ, khép kín, ít tiếp xúc với công chúng, chỉ nhận lời gặp thân hữu. Các trung tâm âm nhạc hải ngoại nhiều lần mời ông sang để làm chương trình, nhưng ông đều từ chối, hoặc khi nhận lời thì đều gặp sự cố nên không đi được. Sau khi ông qua đời, trung tâm Thúy Nga đã thực hiện chương trình Paris by Night 125 Chiều Mưa Biên Giới để vinh danh dòng nhạc và tưởng niệm ông. Dành cho em đó, dù lạt ngàn phương đời trái sương gió, đừng trách linh chiến thường hay đi, không có nước mắt sâu chia ly, tình yêu hơi thâm kín, nhàn lạc bầy kêu. Sầu đêm canh vắng, lòng người nào quên tình yêu tổ ấm. Đừng trách linh chiến thường hay quên, cho nước mắt ấy càng tuôn thêm. Làm sao để anh đêm trong vòng tay ân ái, những cánh chim hồ hải. Em ơi tình yêu đó chẳng phải hương ai ơi, hẹn một ngày mai đàn thầy Tây xuống, tạ từ niềm vui đeo cao gió núi. Người lính thất thứ và hãy quên, đem chiếc ngao cười nhờ theo thêm một câu ngắn anh đời. Thank you.
ngày mai đàn Tây Tây xuống. Và từ niềm vui đeo cao gió núi, người lính ta thưa và hãy quên đem chiếc áo cưới nhờ theo thêm một câu ngắn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần còn tơ vương khánh dương, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Còn nhiều anh ơi, cùng năm tháng nhớ
tay nhau đi anh. Tớ chờ quá mong manh. Anh hỏi anh đường sao vui đâu tranh giữa không trời gió lòng nghìn sao tiếng. Chiếc cô quạnh
còn người gặp núi bên rừng chân mây đầu dù. Còn đây đêm cuối cùng nhìn em muốn nói chuyện người kinh kha ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sông hàng hàng lốp lốp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu về giành lấy quê hương. Ơi người anh thương, chưa tròn thể ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình dệt mộng thắm thiết uyên ương. Phương trời anh đi xa xôi vạn đi, đêm nằm gối súng chung ánh trăng những đồi đường ly cách trong tình thương. À, xin em yêu rằng dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ đời dâng cho núi sông. Lòng này thách với thang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng. Buồn lắm